Còn liên quan đến việc tố cáo trưởng khoa của Đại học Luật và Chủ tịch một bệnh viện ở Hà Nội có hành vi xâm hại, cưỡng bức, đánh đập và đe dọa với một cô gái, thì phía đại diện của Đại học Luật Hà Nội cho biết là người bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo đã xin thôi việc từ tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, cô gái được cho là nạn nhân trong vụ việc hiện đang tạm lánh nạn trong nhà bình yên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trước đó, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận được thông tin từ cô gái tên là H trú tại Hà Nội, trình bày bị chủ tịch hội đồng quản trị một bệnh viện, đồng thời là trưởng khoa ở Đại học Luật Hà Nội đánh đập, cưỡng bức tình dục. Hiện cô gái đang ở trong nhà bình yên của trung tâm từ ngày 13 tháng 3 tới nay. Ban lãnh đạo Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cho biết qua trao đổi thì chị H cho biết thường xuyên bị quấy nhiễu đe dọa và hiện tâm lý của chị H rất là bất ổn. Hiện trung tâm đang ưu tiên việc giúp cô gái này ổn định tâm lý. Ngoài ra, trung tâm đang kết nối với luật sư để người tạm lánh hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Hiện do tâm lý bất ổn nên cô gái này chưa gặp bất kỳ ai, kể cả cơ quan công an, cũng phải xin tạm hoãn. Đối với trường hợp mẹ của chị H, trung tâm phụ nữ và phát triển cũng đang tích cực kết nối để đưa bà về nhà Bình Yên. Và hiện nay thì chị VNH đang ở cùng 10 người khác. Địa chỉ nhà Bình Yên được giấu kín để đảm bảo cho người tạm lánh. Và theo quy định thì thời hạn ở nhà Bình Yên của nạn nhân bị bạo lực và xâm hại là 3 tháng, nạn nhân bị mua bán trở về là 6 tháng. Tuy nhiên nếu người tạm lánh chưa thực sự an toàn thì trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ và tất cả chi phí đều được miễn phí. Trong khi đó, đại diện trường Đại học Luật Hà Nội cho biết đã nhận được đơn tố giác một trường khoa của trường có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo và đã giao cho các đơn vị chức năng trong việc xác minh làm rõ. Tuy nhiên ông này hiện đã làm đơn xin thôi việc từ tháng 2 vừa qua và đang trong thời gian chờ giải quyết thủ tục.